Xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Và được gặp lại quý anh chị thì trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và hôm nay thì Biển Xanh vẫn tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km, và cách trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Và hôm nay thì Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình tham quan một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô góc nằm ngay trên con đường trục chính TC4 này quý anh chị nhé. Đây là một con đường trục chính chạy dài từ công viên 7 kỳ quan thế giới sang, và cái lô này nó là một lô góc hai mặt tiền nằm ở khu vực Văn Minh, khu vực Điện Âm đó quý anh chị. Vị trí này chúng ta chạy thẳng ra ngoài phía trước thì khu đó là khu mở rộng 49 hectare sau này quý anh chị nhé. Đây chính là con đường trục chính và đây là khu vực Điện Âm, khu vực Văn Minh, nó thuộc đợt 10 của dự án khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Khu này thì do là mới trả góp xong cho nên là nhà cửa vẫn còn chưa có xây nhiều quý anh chị nhé. Do trước đây là chủ đầu tư bắt là phải góp đến 95% thì mới được xây nhà. Và ở đây thì những cái ngôi nhà mà đã mọc lên ở đây, tức là lúc trước họ đóng một nhát là đủ 100% luôn, cho nên họ xây được nhà luôn. Và vị trí của chúng ta là một lô góc hai mặt tiền này quý anh chị nhé. Từ cái ống nước này có đóng cái cọc bê tông quý anh chị, mình đo sang bên này là 8m, nó vạt góc với cái cạnh đường bên kia là 8m và sâu xuống phía dưới là 160m2, đất thổ cư 100%, hai mặt tiền, đất gò cao ráo ngay góc ngã tư đường trục chính TC4. Và lô này có giá là 1,9 tỷ Việt Nam đồng là bao mọi thuế phí quý anh chị nhé. Cái này là mình chuyển nhượng hợp đồng nguyên tắc, đến khoảng tháng 6/2021 thì chủ đầu tư Cát Tường Group mới gọi cái khu vực Điện Âm này đi công chứng để ra sổ hồng. Do đó mà cái lô góc này quý anh chị mình mua thì mình sẽ lên trụ sở chính 259A Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để chuyển nhượng hợp đồng nguyên tắc quý anh chị. Thì cái phí chuyển nhượng thì bên chủ đất người ta sẽ bao cho chúng ta, mình không có phát sinh bất cứ một chi phí nào. Giá chỉ có 1,9 tỷ Việt Nam đồng, ngay nằm ngay con đường trục chính TC4 gần công viên 7 kỳ quan. Và những cái lô góc mà gần công viên kỳ quan thì cái giá khoảng dưới 2 tỷ là không có nhiều quý anh chị nhé. Đây là một lô góc hai mặt tiền, một mặt là hướng Tây và một mặt là hướng Bắc. Mặt cạnh 20 này là hướng Bắc quý anh chị, còn mặt cạnh 8m này là hướng Tây. Nó quay mặt ra con đường trục chính TC4 và đây là một cái góc ngã tư luôn. Mình chạy thẳng ra ngoài đó là phía khu mở rộng 49 hectare quý anh chị nhé. Do đó mà đây là một vị trí cũng khá là đắc địa và tiềm năng. Nó nằm trên con đường trục chính kết nối từ công viên 7 kỳ quan, trục chính TC1, TC2 đi vào TC4 sang công viên 7 kỳ quan. Và sau này chúng ta sẽ ra ngoài phía sau chính là khu mở rộng 49 hectare. Thì đây là một vị trí nó vô cùng là tiềm năng và đắc địa cho những quý anh chị mình mua để mà đầu tư hoặc là an cư lập nghiệp. Khu này là khu Điện Âm, khu vực Văn Minh quý anh chị nhé. 1,9 tỷ Việt Nam đồng là quý anh chị sở hữu ngay một lô góc hai mặt tiền nằm ngay con đường trục chính gần công viên 7 kỳ quan thế giới. Diện tích là ngang 8, sâu 20 quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.